Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Điện Biên chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Triệu phú nông dân tại Phú Thọ học không bao giờ cùng. Hương vị bánh gai Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Câu lạc bộ Tri ân, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cùng đại diện nhà tài trợ phối hợp tổ chức trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đoàn Quang Hòa là thân nhân thờ cúng liệt sĩ Đoàn Quang Thê, xã Nong Lầy. Liệt sĩ Đoàn Quang Thê sinh năm 1945, trong gia đình có truyền thống cách mạng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Ông Đoàn Quang Hỏa là em trai thờ cúng liệt sĩ Đoàn Quang Thê. Hoàn cảnh gia đình ông thuộc diện khó khăn của xã Nong Lay. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hỗ trợ, động viên các gia đình, thân nhân liệt sĩ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tính đến nay, tỉnh Lai Châu có 215 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 13 sản phẩm 4 sao, 202 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm OCOP 4 sao gồm trà Đông Phương Mỹ Nhân, trà Ô Long, trà Sen Tra, trà Kim Tuyên, trà Hồng Trà, trà Bát Tra, Hồng Trà Xin Suối Hồ, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường. Sản phẩm hạt mắc ca khô, nhân mắc ca khô, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Trường Giang Lai Châu. Gạo xén củ, gạo lứt xén củ và gạo tẻ tròn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dũng Long, Than Uyên. Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã kiểm tra hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố về công tác chuẩn bị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 1 năm 2024. Huyện Mường Tè, Tam Đường có 11 sản phẩm được công nhận 3 sao. Các sản phẩm chủ yếu là sản phẩm đặc sản, đặc trưng truyền thống của địa phương, thuộc các nhóm thực phẩm đồ uống. Mới đây, đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành khảo sát, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang hiện có 31 khoa phòng trực thuộc với gần 300 cán bộ viên chức, người lao động. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện đã được các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh hỗ trợ đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới, hỗ trợ chuyên môn khám, tư vấn điều trị các bệnh lý về tim mạch, hồi sức tích cực, cấp cứu. Tại chuyến khảo sát lần này, đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã làm việc thực tế tại các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện để đánh giá công tác hoạt động chuyên môn và khả năng tiếp cận các gói kỹ thuật theo các chuyên ngành. Thời gian qua, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết liên tiếp tăng cao tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng. Nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết bùng phát và lây lan trên diện rộng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể. Từ tháng 6 đến nay, các trạm y tế trên địa bàn huyện Điện Biên đã thực hiện trên 50 buổi tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết tới trên 380 lượt người dân. Trong đó, tập trung hướng dẫn người dân dọn dẹp vệ sinh nhà ở, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước không cần thiết, không để muỗi sinh sản. Bên cạnh các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết đã được các cơ quan y tế khuyến cáo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố củng cố các đội cơ động phòng chống dịch, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó khi có dịch sốt xuất huyết xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, là một triệu phú nông dân, một tấm gương không ngừng học tập và vươn lên làm giàu từ chính đôi bàn tay, từ khối óc của mình. Lão nông Nguyễn Văn Toàn ở xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, vinh dự là một trong 5 cá nhân của tỉnh Phú Thọ được Trung ương Hội Khuyến học trao học bổng, học không bao giờ cùng. Cơ ngơi khang trang này là kết quả của nhiều năm miệt mài lao động của lão nông Nguyễn Văn Toàn tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. Miệt mài với nghề nông, ông chăn trở học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của bà con xung quanh, tự nghiên cứu những kỹ thuật mới để áp dụng vào trang trại chăn nuôi lợn của gia đình.
Đối với tôi là một người nông dân ở Thanh Đình, từ nghèo đi lên, và đến giờ phút này thì tôi có một cái trang, có 2-3 trang trại rồi, và có một cái cơ sở vật chất gia đình sống ổn định, thì và cũng được địa phương công nhận là người ham học. Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Toàn gồm các khu vực với diện tích trên 4.000 m². Hàng năm, mô hình này mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 800 đến 900 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Toàn còn đóng góp cho địa phương, tham gia tích cực vào các chương trình hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, cấp lợn giống cho các hội viên nông dân là hộ nghèo trong thành phố và các huyện, các tỉnh lân cận. Ông Toàn thì là cũng là một trong những mô hình tiêu biểu của địa phương, và cũng là từ trong câu lạc bộ triệu phú của hội nông dân khoảng 7 thành viên nữa, thì đây cũng là một trong những mô hình để mà làm địa phương cũng rất là khuyến khích để nhân rộng lên trong cái thời gian tới, để đóng góp những cái công việc chung cho phát triển kinh tế của địa phương. Gia đình nhóm Toàn là những cái hình ảnh, là những gương để động viên, khích lệ và thúc đẩy nhiều gương người lớn nữa cũng sẽ vượt qua được cái hoàn cảnh ban đầu rất khó khăn của mình, để học tập, để suy nghĩ và vận dụng cái việc học đó vào cuộc sống, để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gia đình, và góp phần lan tỏa cái sự học đó với những người xung quanh mình, để những người xung quanh mình cùng học, cùng làm giàu và cùng góp ích cho xã hội. Học bổng mang tên lời dạy của Bác Hồ, học không bao giờ cùng, là phần thưởng quý báu vinh danh những cá nhân là người lớn luôn nỗ lực học tập, học từ sách vở, học từ đời sống, học kinh nghiệm, kỹ thuật không ngừng nghỉ. Những cá nhân như ông Toàn đã góp phần quan trọng để truyền cảm hứng về trí tuệ, bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng học tập để vươn lên kiến thiết cuộc sống đủ đầy, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, bánh gai chiêm hóa Tuyên Quang là một sản phẩm đặc trưng của địa phương, mang đậm nét văn hóa của người Tày. Món ăn này cũng đã góp phần tạo nên thương hiệu của đặc sản xứ Tuyên. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết để làm ra loại bánh này. Chào chị Hoa. Xin chào các bạn. Thưa chị, là những cái nguyên liệu chính để làm ra cái sản phẩm này là gì ạ? Nguyên liệu chính chúng ta phải trước tiên là phải lấy gạo. Quan trọng nhất là nguồn gạo, gạo phải ngon, phải dẻo, phải thơm, ngâm phải đủ tiếng thì mới tạo ra được cặp bánh được thơm, ngon, dẻo được. Quan trọng hơn cả là chúng ta phải chọn đúng lá chuối, lá chuối rừng, tạo lên thương hiệu khác biệt và các tỉnh bạn để làm ra một cặp bánh gai để chọn vị ngon, giữ chọn truyền thống của bánh gai huyện Chiêm Hóa. Chúng tôi phải ngâm gạo đủ 8 tiếng. Lá gai chúng tôi khi đã đun xay nhuyễn, canh lá gai lên chúng tôi đã hòa cùng bột để đánh, và nhân chúng tôi được nấu và trộn với canh lên chúng tôi trộn với dừa, và khi đó chúng tôi sẽ bỏ ra cho tôi tạo thành những cái bước như các bạn vừa thấy đấy. Để tròn cặp bánh gai này chúng tôi phải hấp trong vòng 1 tiếng rưỡi ra thành phẩm một cái bánh gai. Thưa chị, là sản phẩm bánh gai Chiêm Hóa đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao, thì trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng sản phẩm như thế nào để cái sản phẩm của mình có thể đi xa được hơn nữa? Chúng tôi là thuộc là thành viên trong hợp tác xã của thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, để giữ gìn được cái thương hiệu bánh gai Chiêm Hóa. Chúng tôi được sản phẩm đạt 4 OCOP 4 sao. Chúng tôi, tất cả cái hội viên trong hợp tác xã chúng tôi phải đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng bánh, để đưa cái thương hiệu bánh gai Chiêm Hóa vươn xa vươn cao lên các tỉnh bạn. Bản tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2024. Lào Cai nhiều mây, có mưa rông đêm về sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Điện Biên nhiều mây, có mưa rông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Yên Bái nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Lai Châu nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Sơn La nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Phú Thọ nhiều mây, có mưa rông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn,
nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Hà Giang nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Tuyên Quang nhiều mây, có mưa rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.